phòng mà sao trong phòng cũng tối mà lên này hả? Sáng ha. Thì cứ nhờ đây là những cái cửa mới ráp nha. Tuy nhiên thì bà mới ráp chưa vô kín. Đây là cái lùa, cái số lùa các bạn. Cái canh chỉnh rồi. Đây là khóa này. Giờ mình sẽ đóng lại. Khóa lại này. Và đây là những cái cửa nhôm này các bạn ha. Như vậy cửa nhôm ở đây thì chỉ ráp cửa sổ thôi, chưa ráp cửa ở đây nghe các bạn. Bên đây này cái ở đây chưa ráp này. Ở đây là cái đi ráp rồi nghe bạn, cái chỗ luôn mà có cái cổ trên luôn nghe bạn, có gió trên nè. Và đây là số cửa nhôm chia ráp này các bạn, nhảy lột ra vệ sinh. Này đây là tòa án của bà Hoàng Bến Cát nha. Và mình làm những cái cửa nhôm này, đây là khung bao cửa nhôm lùa bốn cánh này. Có ô chết ở trên nha các bạn, cái cổ ở trên này. Mấy khung cửa kia là có đó, khung cửa ở tay tay mình này. Là đã ráp khung rồi nè. Và đây là toàn bộ cái hậu trường, có khung mấy cái ô là có cánh cửa, làm xi pha hết nha các bạn.